Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đấy, như mình nói hôm trước ấy, mình sẽ nối cái máy chuồng chọn của mình ra ngoài này để cho gà ở dưới này cho mát các bạn ạ. Đấy, mình đã vừa đưa mấy tấm pro ngoài này để mình chuẩn bị làm cái chỗ này các bạn ạ. Như mình đã nói hôm trước ấy, trời mà nắng thì bình thường, nó không sao cả. Nhưng mà trời mưa ấy, bữa trước mình chỉ tập à, mình chỉ vừa được mấy tấm paro mình ghẹ vào đây, như vậy nó mưa nó tạt xuống này, nó rớt xuống này, nó ướt hết các bạn ạ. Để tội con gà của mình. Vậy mình hôm nay mình sẽ chôn hai cọc bên này. Đấy. Chôn hai cọc bên này. Đấy. Hai bên xong mình bỏ cái thanh ngang mình gác lại. Xong là mình bỏ cái tấm paro. Thì là mình gác ra. Một đoạn ngắn thôi, mình tạm thời thôi, mình tạm thời làm như vậy. Sau này mình có điều kiện là mình sẽ làm cái cột bê tông. Cột bê tông ưng hơn các bạn ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ đo chiều dài chiều rộng pro các bạn nha. Ok nha các bạn, mình cũ cũng không xong chứ lại như vậy mình sẽ buổi chiều mình sẽ làm tiệm các bạn ạ. Một thanh gỗ bên trên này nữa đấy, ngang ra đây một cái cọc này nữa, xong rồi mình bỏ pro được tạm thời các bạn ạ. Chiều mình sẽ làm tiệm, trưa rồi nấu ăn mình cũ. Chào mọi người nha, bây giờ tiếp tục với công việc buổi chiều. Hiện tại là 4:20 nhưng mà trời vẫn khá là nắng, mà mình cũng sẽ chỗ này nó vẫn có mát một chút rồi. Mình sẽ tiếp tục công việc là làm che nối cái tấm pro vào ra ngoài để mà che con gà của mình các bạn nha. Đây các bạn nha, mình đang thiếu cái tập pro, mình vừa đi mua được 4 tấm mới tinh luôn bên đây các bạn nha. Đấy. Bây giờ mình sẽ bỏ vào đầu kia các bạn nha.
Đây các bạn nha, cả buổi chiều mình đã làm xong là cái mái che cho gà của mình, nội chỗ chuồng trọ đấy khá là thuận tiện các bạn ạ. Mình nới chỗ chuồng trọ ra đây, mình làm hai cái cọc ở đây đấy, hai cọc ra đây để nhìn khá là chắc chắn đấy. Mình làm một cái tấm hai cái tấm pro ở đây nữa, nó còn thiếu khoảng một tấm nữa bên kia. Một chiều nặng hắn rơi vào chuồng trọ đây, để mình sẽ buộc cái này tạm thời đã. Đấy. Còn một tấm vào bên kia là ok bạn nha. Sau mình sẽ kiếm một tấm mình bỏ ở đây nữa các bạn nha. Đây các bạn nha, mình làm cái chỗ tấm pro mình không đóng đinh, cho nên mình sẽ bỏ mấy cái viên tắp lô này, mình bỏ để đưa dọn nó hất lên các bạn. Đây các bạn nha, hiện tại là cũng hơn 6 giờ rồi, mình đã làm xong rồi cái mái che cho gà của mình, cho mặt cái gà ấy. Mùa mưa mùa nặng các bạn đấy, như hôm trước mình chưa che nó đấy, nó có nằm ngoài này nhìn rành tối đấy, còn hiện tại bây giờ là nó mưa cũng không sợ đấy, và vẫn còn hai bên nó dùng, nếu mà mưa to nó vẫn sẽ tạt vào, nhưng mà cơ bản là ok. Đấy, còn bên này nữa mình bên kia mình sẽ kiếm một tấm nữa, mình sẽ có thể mình sẽ xích cái tấm này mình ra ngoài đến đây luôn để nắng mưa nó tạt vào đây đấy. Có thể sau này gà nhiều mình sẽ làm một cái cây ở đây, cây ở đây ngang đầu kia, mình sẽ làm cái ổ trứng đấy ngoài kia, ở trong kia có hai ổ trứng rồi. Thôi video làm mà che chuồng gà của mình, mình xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin các bạn hãy ủng hộ mình bằng like và đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha.